Các loài gấu của Việt Nam đang dần bị biến mất. Săn bắt, buôn bán và sử dụng các sản phẩm làm từ gấu đang đẩy các loài gấu đến bên bờ tuyệt chủng. Hãy bảo vệ các loài gấu của Việt Nam trước khi quá muộn. Hãy nói không với mật gấu và các sản phẩm làm từ gấu. Hãy nói không! Nếu bạn thấy gấu bị buôn bán, vận chuyển, nuôi nhốt hoặc quảng cáo trái phép, hãy liên hệ với đường dây nóng của Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên 1800 1522.